Doraemon ơi, cậu ở đâu rồi? Hãy mau vào trong này cứu tớ đi. Tớ sợ quá, tớ sẽ không dám tự tiện vào thế giới ảo như thế này nữa đâu. Nó trốn đi đâu rồi? Nó đằng kia, mau đuổi theo, mau đuổi theo. Sao ba tình đó lâu về vậy? Có khi nào bọn chúng không bắt được thằng nhóc đó hay không? Xin ba nữ dương hãy bình tĩnh. Chắc là ba người họ sẽ sớm trở về đem thằng nhóc đó về mà thôi. Xin nữ dương cứ yên tâm. Họ về rồi kìa. Dạ, bẩm báo nữ dương, thằng nhóc đó trốn thoát rồi. Người nói cái gì chứ? Bọn ta chờ đợi ba bọn người từ nãy tới giờ để nhận được lời nói này hay sao? Đại tỷ, không cần phải nói nhiều với bọn chúng. Ba bọn người hãy chết hết đây, khốn kiếp. Mọi người hãy dừng lại đây, đừng có hành hạ cấp dưới nữa. Thằng nhóc đó từ từ kiếm không được, tôi chưa có vội đâu. Hả? Thưa chú tể, sao ngài lại ra ngoài chứ? Ngài không ở trong phòng nghỉ ngơi đi. Các bọn người thấy chú tể sao không quỳ xuống? Chúng tôi xin chào chú tể, xin chú tể tha lỗi cho sự bất kính của chúng tôi. Ai, chú tể à, chúng tôi sẽ cố gắng tìm thằng nhóc đó hết sức, đem nó về đây cho chú tể. Đó là nghĩa vụ của chúng tôi, xin chú tể cứ yên tâm. Vậy mọi người hãy giúp cho tôi một lần này nha, cảm ơn mọi người. Từ ngày chú tể đến bộ tộc của chúng ta đã giúp chúng ta rất là nhiều thứ, chúng ta phải trả ơn. Lũ vô dụng các người, nhanh chóng tìm thằng nhóc đó, nếu không coi chừng ta. Trời ơi, mém nữa bị bắt được rồi á. Mình sợ quá à, mình nhớ nhà quá à. Doraemon ơi, cậu ở đâu rồi? Hãy đưa tớ ra khỏi cái thế giới cổ đại kinh khủng này đi. Cái bộ lạc đó kinh dị quá. Tại sao bọn chúng lại muốn bắt tớ chứ? Tớ không muốn bọn chúng ăn thịt tớ đâu. Mình nhớ nhà quá, nhớ mẹ quá, đói bụng quá. Phải làm sao đây? Hả? Một chú thỏ. Thỏ ơi, mày chết chưa? Tao đói bụng quá. Nhìn mày thiệt là dễ thương, nhưng mà chắc có lẽ thịt của mày ngon lắm. Cho tao mượn đỡ thịt của mày nha. Ngày hôm nay chúng ta phải lục tung cả khu rừng này để tìm thằng nhóc đó đem về cho chúa tể. Còn ba cái con nữ vương, khốn kiếp bọn chúng. Lúc trước bọn chúng không có khả năng gì cả. Từ khi chúa tể tới, cho bọn chúng ba món bảo bối, bọn chúng hành hạ anh em của mình. Thật là tức quá mà. Hy vọng bắt được thằng nhóc đó giao cho chúa tể. Chúa tể sẽ quay trở về hành tinh của chúa tể. Thế thì chúng ta sẽ lật đổ ba cái con nữ vương đó. Mọi người, đăng ký có khói. La 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 la. Ha. Thơm quá à. Món thịt thỏ nướng này thiệt là ngon quá đi. Ôi chú thỏ dễ thương ơi, xin lỗi mày nha. Tại vì số phận của mày rơi vào tay tao lúc đang đói thôi. Chứ mày mà gặp tao ở thế giới thật của tao thì chắc chắn tao sẽ yêu thương mày rất là nhiều. Đúng là nó rồi. Hả? Tiến lại đó. Có chuyện gì vậy? Sao lại có tiếng bước chân? Này nhóc con, thịt thỏ ngon lắm đây, cho bọn ta ăn với. Sao các ngươi lại muốn bắt ta?
phải chạy tiếp rồi. Chạy đi đâu cho thoát, tụi bay lên đuổi theo nó nào. Thơm quá, thơm quá. Hả? Sao tụi bay không đuổi? Hả? Tụi bay làm cái gì vậy? Đại ca ơi, món thịt thỏ này ngon quá, để anh em tôi ăn hết con thỏ này rồi đuổi theo có được không? Ôi, lũ chúng bay bị điên à. Nếu không bắt được thằng nhỏ đó thì ba con nữ dương sẽ xé xác anh em mình ra đó. Nhanh chóng đuổi theo nào. Phải làm sao đây, phải làm sao đây? Đúng rồi, đúng rồi. Sử dụng khả năng tàng hình, sử dụng khả năng tàng hình bộ bối của Doraemon. Phải trốn ở đây mới được. Nhờ bộ bối này mà lúc đầu mình có thể thoát được bọn chúng. Thật kỳ lạ, sao nghe tiếng bước chân của nó tới đây đã dừng rồi. Nó đâu chứ? Đại ca, hay là nó đã trốn thoát rồi hả đại ca? Các người im hết đi. Nếu mà cho ba cái con đại vương kia biết, chúng ta chắc chắn sẽ không sống yên ổn đâu. Hãy nhanh chóng lo mà đi tìm đi. Các người đừng tìm nữa, bọn ta biết các người lũ vô dụng rồi. Hả? Ba đại vương? Ba bọn ta đã biết lũ vô dụng của các người âm mưu tạo phản, làm việc thì chẳng tới nơi tới chốn. Bây giờ ta sẽ thanh lý môn hộ các ngươi. Các ngươi chuẩn bị chết hết đây. Khốn kiếp. Lũ các ngươi, ta sẽ xóa sổ sạch. Trời ơi, ba tên đó thiệt là khủng khiếp quá đi. Ôi mẹ ơi, mình phải chuồn thôi, mình phải chuồn thôi. Hả? Mọi người hãy để ý, tại sao có một cái hình bóng đèn di chuyển chứ? Chẳng lẽ là thấy thằng nhỏ đó? Để chị bắt nó mới được. Thả tôi ra. Cuối cùng cũng bắt được mày rồi. Nhanh chóng theo tao về với chú tể. Thưa chú tể, chúng tôi đã bắt được người mà chú tể cần. Xin chú tể ra xem mặt. Hả? Các cô bắt được người này rồi hay sao? Cảm ơn các cô nha. Chú tể đừng khách sáo. Hả? Doraemon, sao lại là cậu? Còn ai vào đây nữa hả Nobita? Trời ơi, chừa cho cậu lắm đó. Cái tội lén đọc những cái cuốn sách cổ đại của tớ rồi chui vào trong đây nữa. May mà tớ nhờ bộ lạc này đi tìm cậu đó. Cậu còn sử dụng thiết bị tàng hình của tớ để nấp nữa chứ. Tớ tìm quá trời mà không có được. Doraemon, cậu quá đáng lắm. Cậu có biết bộ lạc này kinh khủng lắm không? Bọn chúng còn giết tay chân của bọn chúng nữa kìa. Không sao đâu, cậu đừng có la Nobita. Tớ đã dặn họ là không được làm hại tới cậu. Công việc họ thanh toán bộ tộc lẫn nhau, đó chính là lịch sử của bộ tộc họ mà thôi. Thôi, bây giờ không có nói nhiều nữa, chúng ta lên đường thôi.